người ta không nhìn quá nhiều vào indicator. Đấy. Thế thì cái mọi người có thể nhớ đọc cả cái này cách rất nhanh, nhưng mà phân tích từng cái một như như anh vừa với ví dụ ấy, là ví dụ như là cái cây này và cái cây này thì nó khác gì nhau, và bên nào nó sẽ yếu hơn bên nào khỏe hơn bên nào, hay là cái cây này thì mọi người phải luyện luyện tập nhiều nhá. Luyện tập nhiều thì nó sẽ ra cái đó. Đây này, lúc nãy anh nói là ba con quạ thì ở đây nó có hai con quạ này, hai con quạ. Con quạ thì người ta ví von là đây ba con quạ bên này là cái không phải là lion, không phải là con sư tử, là con quạ, và ba người lính ở bên này. Thế thì cái gì nhỉ, cái người ta ví những cái cây nến đỏ là con quạ. Đây đây là một cái, cũng là một cái bộ nến mà nó có gáp ở bên trái này, thì thường thường là ví dụ nó có gáp ở bên này thì nó sẽ đóng gáp này ở bên phải, nó sẽ đóng gáp ở bên phải, và cái cây thứ ba này nó bao phủ cây thứ nhất. Hai cây này đều là cái cây giảm giá cả, thì người ta chỉ dự đoán là cái cây tiếp theo nó sẽ là một cái cây đóng đóng cái gáp này rồi, cho nên là giao dịch với gáp là luôn luôn cẩn trọng nhé. Người ta sẽ luôn luôn có những cái phiên đóng gáp. Mà em có hỏi gì không? Đây cũng là một cái đặc biệt. Cái cúp này cũng là một cái đặc biệt. Có nghĩa là ba phiên nó lừng khừng, nó được gần như đứng tại chỗ, gần như đứng tại chỗ. Sau một cái chen tăng như này và nó không tăng được nữa, nó gần như nó đứng tại chỗ. Thì nó rất dễ quay đầu. Rất dễ quay đầu. Mà bên này mà nó lại tạo ra một cái gap bên này nữa thì tạo ra một cái gap bên này nữa thì bên này nó gần như đó, thì nó như là một cái cúp đảo, như là cái đảo bay mà anh nói ấy. Cho nên là mọi cái này, mọi mọi cái mô hình này nó có thể là cái này, cái nến thật này, nó sẽ không không chính xác y chang như này, nhưng mà cái phân tích tâm lý dựa trên những cái cây nến này thì mình phải thuộc. Đây ví dụ như nhìn này, mình phải đọc ngay được đây là mình có thể đọc không đọc được cái tên này, nhưng mà mình phải đọc ngay này: ba cú đấm không bằng một cú đạp. Đã, ba cú đấm không bằng một cú đạp, mình có thể phải đọc được cái nôm na như vậy. Đây là gì? Đây người ta gọi là bánh mì kẹp thịt. Bánh mì kẹp thịt.
hai ngày giảm, một giữa là một ngày tăng. Bánh mì kẹp thịt. Sandwich, đây gọi sandwich. Có ai hỏi gì không? Đây sẽ gửi cho em cái này. Đấy, làm sao thuộc được hai cái trang này mà phân tích rõ được cái tâm lý của từng phiên diễn biến. Bây giờ mình phải ngồi mình thực tập đấy này. Trước khi vào một cái cụm này thì xu hướng là gì, tâm lý của ngày thứ nhất như nào, tâm lý của ngày thứ hai như nào, tâm lý của ngày thứ ba như nào, và ngày thứ nhất có tốt hơn hay là xấu hơn ngày thứ hai, ngày thứ ba có tốt hơn hay xấu hơn ngày thứ hai này. Thì cố gắng là giải thích được là tại sao nó sẽ đảo chiều lên hoặc là đảo chiều xuống. Đó. Ở đây hai ông này có vẻ giống nhau đúng không? Nhưng mà đều là đảo chiều hết. Thằng này thì sao? Đang một quá trình xuống thì ông tạo ra một cái doji, có thể gọi là hammer, có thể gọi là doji, nhưng mà đặc điểm của thằng này là gì, nó rút chân lên. Mình sẽ thấy rất nhiều những ông như thế này này, ông như này, còn ngày trước nó đã dừng lại rồi nhá, cái đà giảm nó đã dừng lại, nó tạo thành một cái doji rồi nhá. Và cái ngày tiếp theo thì sao, nó bị đạp xuống nhưng mà cuối cùng nó lại rút lên. Thì như 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 lúc nãy anh nói ở trên, thằng kia là gì, là ông đã bị yếu rồi đúng không, ông đã bị yếu rồi, cái cây này là cái đà tăng ông đã yếu rồi nên là ông bị đạp xuống. Còn đây là gì, cái đạp xuống là chuyện bình thường, tại vì nó đang đang ở quá trình, nó đang ở quá trình giảm, nó bị đạp xuống là bình thường, nhưng cuối phiên thì ông lại khỏe lại rồi. À, như đây là cái nến này nó rút chân rất là dài, và đó là một cái tín hiệu của một chuỗi ngày nó đảo chiều, nó tăng giá trở lại. Chỉ một cây thôi, chỉ một cây nến thôi mà người ta tổng kết được cái xu thế. À, bằng cái cách là người ta phân tích tâm lý, chỉ một cây thôi nhé, không cần cả hai cây hay ba cây, chỉ một cây nến rút chân mà chân dài như thế này, thì hai cây này trông có vẻ giống nhau đúng không, trông có vẻ giống nhau, chỉ khác một điều là gì, nó nằm ở đáy hay là nằm ở đỉnh, nó nằm ở cuối của một quá trình, nó nằm ở cuối của một quá trình giảm giá hay là nó nằm ở cuối của một quá trình tăng giá, nó nằm ở cuối của một quá trình tăng giá thì cái ý nghĩa nó khác, mà nó nằm ở cuối một quá trình giảm giá thì nó khác. À, ông đã có sức khỏe để ông phục hồi. À, còn đây là ông bị kiệt sức nên là trong phiên ông bị đạp xuống. Còn đây là cái quá trình giảm giá thì ông bị đạp xuống, cái chuyện bình thường mà,
Nhưng mà nếu mà cái cây nến này mà nó đóng cửa ở ở ở đây ở đây ở đây thì cái quá trình giảm giá này nó vẫn tiếp tục là bình thường, nếu mà đây là một cây nến đỏ. Nhưng mà cuối phiên thì sao? Nó rút lên à, sức khỏe của ông đã được hồi phục. Còn thằng này là sao? Sức khỏe của ông có vấn đề là vì cuối cùng thì ông vẫn đóng cửa giá cao, nhưng vấn đề là trong phiên ông đã yếu rồi, trong phiên ông đã bị đạp rồi, thì tương lai là nó sẽ quay đầu xuống. Và thằng này trong phiên ông đã cuối phiên chứ không phải là trong phiên, cuối phiên ông đã phục hồi thì những phiên tiếp theo ông dễ, cái khả năng là ông sẽ đi lên là rất là cao. Phiên này cho nên là lúc anh nhìn thấy cái cây doji này là anh đã nói ngay là em phải để ý cây doji này. Hai cây này nó đã là Pyrip and Goldfinger rồi. Hai cây đó nó đã là Pyrip and Goldfinger rồi. Hai cây trên đỉnh nha. Và hai cây này lại tiếp tục là Pyrip and Goldfinger. Nó lặp lại hai lần như này thì những ngày tới làm sao nó lên được. Ngày tới làm sao nó lên được. Mình phải chờ cái gì? Mình phải chờ những cái cây nến rút chân như này. Em thấy không? Toàn những cái cây rút chân. Rút chân, rút chân, rút chân, rút chân, rút chân. Những cây nến rút chân mà chân càng dài nó rút càng 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 cao lên thì ngày hôm sau nó phục hồi là khả năng rất là cao. Cây nến rút chân như này nó chạm vào một cái vùng là như là bọn em tưởng tượng, bọn em lấy cái tay bọn em nhúng vào vào nước nóng ấy, thì bọn em sẽ giật lại ngay, em giật lại ngay. Đấy, nến thì thực tập nhiều nó mới lên lên level được. Và mình khi mình đọc một cái nó không theo tiêu chuẩn như này thì mình phân tích nó mới sát được. Có câu hỏi nào không? Anh ấy quay lại cái bản nến, anh quay lại cái hình hình ảnh cái Hammer thế này. Thế nếu mà cái nến Hammer ấy mà nó nằm ở cuối một chu kỳ tăng thì sao anh nhỉ? Thì cái này là hai cây mình này đã vào hai lúc cây rồi. này là hai cây này là giống nhau nha, hai cây này là giống nhau nhưng mà tên gọi khác nhau thôi. Anh mở lại. Còn em thấy hai cây này là như nhau. Mặc dù nó vẽ đây thì nó có ý nghĩa là gì? Là cái giá đóng cửa này cao hơn giá mở cửa này. Em hiểu không? Còn đây là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa này. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái chân của nó cơ. Quan trọng là cái chân của nó. À, quan trọng là cái chân của nó. Khi giá đóng cửa mà bằng giá mở cửa thì thằng này biến thành thằng này, và thằng này biến thằng này à, xin lỗi, đều là thằng này hết. Đều là thằng này hết.
Nhưng mà cái ý nghĩa của nó nằm ở cái chân này. Ý nghĩa của hai cây đấy là chân. Thế thì cuối cuối một quá trình tăng giá thì nó gọi là hanging man. Đây. Và cuối một quá trình giảm giá thì nó gọi là hammer. Thực ra hai thằng này về về mặt hình học như nhau. Hình học là như nhau. Còn bên này thì nó như này, bên này như này, nếu mà giá đóng cửa mà giá mở cửa bằng trăm thì nó thành bia mộ, đây là bia mộ. Cái đuôi này không quan trọng đâu, cái đuôi này mới là cái quan trọng. Nhưng mà thực tế ít ít khi xảy ra là này, bao giờ nó không có cái đuôi ở trên, cho nên là mình nhớ rằng này rất quan trọng. Về hình học là hai thằng như nhau nhé, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Là ý nghĩa là thằng này là gì, là ông đã phục hồi rồi, ông đã phục hồi rồi vì ông đang ở trong quá trình giảm giá mà. Thị trường giảm giá thì cái giá mở cửa này này, cái giá đóng cửa này nó thường nó rất xa với cái giá mở cửa, nhưng mà ông đã phục hồi rồi, ông đã vòng ngược lại lên rồi, thì có nghĩa là cơ thể ông đã bắt đầu khỏe lại rồi. Còn thằng này thì khác, thằng này thì khác, thằng này thì khác. Ví dụ cây nến đằng trước nó đang ở đây, đây, mà cây nến đằng sau thứ hai này, cây nến này nó bị đạp xuống lại lại, lại. Đạp sâu vào thân của cây nến thứ nhất này nữa, thì chỗ này nói rằng là ông đã bị yếu rồi, yếu rồi thì rất dễ là nó sẽ giảm giá. Cái này nó còn có thể gọi là spinning top, spinning đây. Những cái đằng này thì làm sao là dâu trên dâu dưới nó khá là cân bằng, thì nó chỉ nói là khả năng là cái điểm quay đầu thôi, nhưng mà cái này nó khả năng nó thấp, những thằng này thì khả năng cao hơn, cái dâu bên dưới nó rất là dài. Câu hỏi nào khác không? Alo. Bảo Có ai hỏi gì không? Anh nghĩ chỗ này nó phải rất nhiều câu hỏi, tại vì cái nến là cái thứ mà nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản, nhưng mà nó dùng để phân tích tâm lý rất là hiệu quả. anh thử giải thích cái chỗ biết side by side cái hình cuối cùng đấy. Đây à. Vâng. Đây là cái tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn. Tiếp diễn gì nhỉ? Tiếp diễn xu thế. Nhưng mà cái này theo anh là yếu. Đây nha, ngày thứ nhất là ngày tăng, còn đây là một đang, đây là không phải là ngày thứ nhất là ngày đó, mà đang ở trong xu thế tăng. Ngày thứ nhất là một ngày nến tăng, ngày thứ hai cũng là một ngày tăng, và
có gap so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba nó lặp lại ngày thứ hai, nhưng mà cái gap này không 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 bị lấp, đúng không? Gần như là thị trường nó đang dừng dấp chân tại chỗ, thì không không có tín hiệu gì đảo chiều ở đây cả, thì nó có thể vận dụng cái xu thế của cái phiên này. Là cái gap này nó không bị lấp này, cái gap này nó cũng đâu có bị lấp đâu, nó vẫn dậm chân tại chỗ. Ví dụ một cái gap này mà nó bị lấp lấp được cái gap này, hoặc là nó ăn được vào cái thân của cái này thì cái khả năng đảo chiều rất cao. Nhưng mà hôm qua anh có nói là cái cây nến này, đúng không? Hôm qua anh có nói là cái cây nến này nó phục hồi cuối phiên rất là ok nếu mà chỉ xét trong cái phiên đó, nhưng cái sự phục hồi này nó không ăn được vào cái thân của cây nến này, cho nên là anh không có gì lạc quan với cái cây này cả. Có nhớ hôm qua anh nói cái câu đấy không? Hôm qua anh nói là cả cái này nó vẫn có một cái gap ở đây, nó phục hồi nhưng mà nó không ăn được vào vào một tí phần trăm nào của cái cây nến này cả. Cho nên là cuối phiên ngày hôm qua là mọi thứ nó đã tốt hơn đầu phiên rồi. Đầu phiên nó rất là giảm rất sâu, nhưng mà nó từ từ phục hồi. Nhưng phục hồi như thế là quá yếu, vì là sao? Vì so với một ngày trước đó là cái ngày thứ sáu này, nó đã có một cái gap này rồi. Thằng này nó phục hồi mà nó không ăn được vào thân của thằng này mà. Thì cái câu chuyện của nó là nó chỉ giảm bớt đi thôi. Đầu phiên nó giảm rất sâu nhưng cuối phiên nó giảm. Đây nha, đây đây những cái cây nến này bọn em cũng phải phải để ý rằng là cái quan điểm của cây nến đỏ và cây nến xanh. Đây không phải là một cây nến tăng giá nhé, đây vẫn là một cây nến giảm giá. Nhưng mà cái quan điểm của cái chart này là gì? Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì nó là cây nến xanh, nhưng mà thực ra nó là một phiên giảm giá đó nhá, chứ không phải là một phiên tăng giá đâu, đúng không? Giá đóng cửa nó trên này cơ mà, giá đóng cửa của thứ sáu nó ở trên này cơ mà. Tại sao cây nến này là cây nến xanh nhá? Nó không phải là một phiên tăng giá, mà nó có hai quan điểm vẽ nến. Một là cái giá đóng cửa này so với giá đóng cửa này, đấy là một quan điểm. Quan điểm thứ hai là cái giá đóng cửa này so với cái giá mở cửa này, thì có nghĩa là nó muốn so sánh tâm lý của cuối phiên với đầu phiên, hay là cuối phiên hôm nay với cuối phiên hôm trước. Đấy là hai cái quan điểm vẽ nến thôi. Một số cái chỗ nến nó sẽ vẽ theo cái tư tưởng thứ nhất, một số chỗ nó vẽ theo tư tưởng thứ hai. Cho nên đọc nến phải tinh ý ở cái đoạn đấy, đúng không? Đây đây là một cây nến, cái phiên này là một phiên giảm điểm, nhưng mà quan điểm của cái nến này nó vẽ một cây nến màu xanh, là nó chỉ tốt hơn giá mở cửa thôi chứ không phải là tốt hơn giá đóng cửa phiên trước. Còn bảng giá của mình là gì? Bảng giá của mình nếu mà đỏ là so với giá tham chiếu, có nghĩa là giá đóng cửa phiên trước chứ không phải là giá mở cửa của phiên hôm nay. Nhớ nhá, chú ý cái đó để tránh bị nhầm lẫn. Nếu mà trong khi tăng mà hai cái nến tăng thì nó tạo gap thì nó tăng khỏe thôi đúng không anh? Trong quá trình tăng giá. Tạo gap rồi sẽ có một lúc nào đó nó bị đóng gap lại. Đây này, đây có gap, Đấy đấy em nhìn đúng rồi thấy, em nhìn thấy có gap, nhưng cuối cùng cái gap này nó sẽ bị lấp đầy, phần lớn nó sẽ bị lấp gap, phần lớn nó sẽ bị lấp gap. tức là cái xu thế của nó là ví dụ như khi mà nó tăng nó tạo gap thì nó một thời điểm nào đấy sau này hoặc đấy nó sẽ lấp lại cái gap này anh. Không sớm thì muộn nó sẽ lấp lại.
không sớm thì muộn nó sẽ lấp lại. Đây mà em thấy cái gap này không? Thấy cái gap này không? Đây đây có một cái gap nữa. Cuối cùng nó vẫn bị lấp. Mặc dù sau đấy nó tăng tiếp nhưng mà nó vẫn bị lấp. Ở đây vẫn có cái gap này. Ở đây vẫn có cái gap này. Nó cũng lấp, lấp được một phần rồi đấy. Ở đây có cái gap to đùng. Ở đây có cái gap to đùng. Cuối cùng nó vẫn bị lấp. Ở đây có cái gap không? Có gap. Cuối cùng nó vẫn bị lấp. Thằng này một cái gap này khá là vĩ đại. Đây là cái giá thấp nhất thôi, nhưng mà nếu một cái giá mở cửa nó lên tận đây, gap này rất to. Phiên này người ta thích mua bỏ trừ đi, nhưng mà cuối cùng chào đến ngày hôm sau nó giảm. Ok, nó là thế nhé. Một cái nữa anh muốn nói là một cái khái niệm. Người ta gọi là dead cat bounce. Người ta gọi dịch cho tiếng Việt là cú này của con mèo chết. Đây là một cái hình minh họa. Minh họa Dow Jones năm 2008. Đại loại là như thế này: một con mèo nó rơi từ trên xuống thì cuối cùng nó sẽ theo theo cái phản xạ nó sẽ nảy lên, và cuối cùng là nó rơi tiếp chết hẳn. Thế thì giá chứng khoán nó cũng vậy, khi khi mà nó giảm, ví dụ Dow Jones nó giảm từ 13.000 xuống 7.000, đây là cái minh họa thôi. Nhưng mà không 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 khi mà chứng khoán nó rơi mạnh như này, sau một quá rơi mạnh thì nó sẽ có một cú hồi kỹ thuật thôi, nhưng mà không có nghĩa rằng là nó sẽ đi lên tiếp, không có nghĩa là nó sẽ đi lên được qua cái đỉnh này. Thường một cú rơi mạnh nó sẽ có một cú hồi. Ví dụ đây là một cái cú rơi rất là mạnh, cái phiên này là rơi đến 75 điểm nhé. Em thấy có thể là từ 1.500 này, đúng không? Từ đỉnh cái nến này nó xuống đến bao nhiêu? Dưới cái này là 1.490. 1.500 đến 1.490. Bao nhiêu điểm? À đây, 1.560. 1.560 mà đến 1.490 là 70 điểm, đúng không? Cái phiên này nó rơi 70 điểm. Tranh nhau bán sàn. Thậm chí không ai mua, nhưng mà hôm sau nó đẩy lên. Hôm sau nó mở cửa thấp, nhưng mà cuối cùng trong phiên nó đẩy lên. Nhưng mà cái phiên mà nó phục hồi như này là phục hồi kỹ thuật. Vì cái phiên hôm trước nó rơi mạnh quá, nó sẽ nảy lên. Nhưng mà cái này nó là gì? Cái này là cái cơ hội để bán lần thứ hai, chứ không phải là cơ hội để bắt đáy. Nhưng mà những nhà đầu tư mới thì thường nhảy vào bắt đáy ở cái phiên này, và cuối cùng là chết, và cuối cùng là nó rơi luôn một mạch. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 phiên rồi tiếp 5 phiên nữa. Thế thì
cái nhà đầu tư không có kinh nghiệm là rất hay nhảy vào bắt đáy ở cái phiên như thế này. Nhưng mà những nhà đầu tư người ta có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ không bán được cái phiên mà người ta chắc cả lan cho nhau bán không được. Người ta sẽ đợi phiên hôm sau đẩy lại để người ta bán. Nhưng mà ngược lại thì đầu tư mới thì có thể là tranh nhau bán sảm ở phiên hôm nay và cuối cùng hôm sau lại tranh nhau mua, cuối cùng là nó rơi thẳng một mạch. Thế thì cái này nó là gì? Cái này nó là như này, đẹp cắt mà cú nhảy của con mèo chết. Đấy, tiếng Anh nó là như vậy. Nhớ nhá, cái này nó không phải phân tích kỹ thuật nhưng mà nó là những cái khái niệm mà người ta hay dùng, có thể người ta sẽ em sẽ nghe ở đâu đó và bọn em sẽ phải liên tưởng đến cái hình này. Và trong tương lai nếu như nó xảy ra những cái cú hồi kỹ thuật như này thì đừng có dại nhảy vào mua nhỉ. Nhất là cổ phiếu bây giờ đang ở đỉnh lịch sử này, nó rơi xuống thì đừng có mà nhảy vào mua ngay cái phiên hồi thứ nhất. Đừng có mắc bớ gì ở đây cả, đừng có mắc đáy, đừng có làm gì ở cái phiên kiểu như thế này. Những cái như kiểu phục hồi kỹ thuật với lại chờ thị trường điều chỉnh ấy, thì là do đâu anh nhỉ? Do đâu nó có cái sự phục hồi kỹ thuật đấy anh nhỉ? Phục hồi kỹ thuật này là vì vì sao vì vì cái phiên này nó giảm cực mạnh rồi, làm cho người ta khiến cho người ta nghĩ rằng là cổ phiếu bị bán quá đáng, bị bán không thương tiếc, gọi là thượng vàng hạ cám thì cũng bằng nhau hết, bán tràn hết, nên là nó rơi xuống 75 điểm nhé, 75 điểm, anh nhớ 75 điểm, cả cái đỉnh này nữa là 5 điểm này. Còn cái thân đến là 70 điểm rồi. Cái này nó là 1560 mà. Còn cái dưới này là 1490 này. 1490 này. Thì dâu nữa, 5 điểm nữa. Thế mọi người là bị bán một cách vô lý rồi, thì cuối cùng là hôm sau Big Boy, thực ra cái phiên này người ta chưa trả được hàng, tổ chức nó chưa trả được hàng. Thế thì nó lại phải mở cửa, nó làm sao để cho cái giá mở cửa này nó phải tăng so với cái giá đóng cửa hôm trước. Đây là 1490 đúng không, em nhìn thấy là hôm sau nó tăng luôn 10 điểm, mở cửa tăng luôn 10 điểm, đây là 1501, hôm sau tăng 10 điểm để làm gì, để cho bà con nghĩ rằng là bà con phục hồi, và cuối cùng là nó phục hồi thật, cái phiên này nó phục hồi thật. Đấy, nhưng mà dân không có kinh nghiệm thì lại nhảy vào mua, trong khi đó tổ chức nó âm thầm nó bán ra phiên này, nó cho ông ăn đủ luôn. Và cuối cùng là gì, cuối cùng là nó rơi thật. Thì bọn em gặp những cái đấy nhớ luôn cho anh cái hình này nhá. Nhớ anh hai cái hình này để đừng có nhảy vào mà bắt đáy. Cái đỉnh này nó cũng là cái đỉnh lịch sử của 20 năm chứ có phải là lịch sử của 10 năm đâu, phải là để lên tháng mà nhìn luôn, đây là tháng nhá. Thì năm 2013 đây là cái dữ liệu nó chỉ đến đây thôi đấy. Chứ còn nó rơi từ đỉnh của 20 năm mà nó phục hồi được ngay à? Nó như cái chuyện. Nhưng mà người ta chơi nhiều khi người ta say, người ta say đòn quá, người ta cứ phải mua, không ngồi yên được, bán hết hôm trước rồi hôm sau lại toàn tiền, thấy thị trường tăng lại nhảy sốt ruột lại nhảy vào mua. Đỉnh như 20 năm đây, đỉnh cũng 20 năm, không phải là đỉnh của 1 2 năm nữa đây,
Em nhìn thấy anh chuyển sang đồ thị tháng rồi. Anh chuyển sang đồ thị tháng rồi. Anh chuyển sang đồ thị tháng rồi. Em sẽ nhìn thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam nó có 21 tuổi rồi, thì bây giờ nó đang ở trên đỉnh 21 năm. Em nhớ là không có gì có thể tăng mãi được, không có gì có thể giảm mãi được. Nhìn tháng này thì cũng cũng phải biết sợ này. Hôm nay là ngày cuối tháng đúng không? Thì chứng tỏ là cây nến này là hoàn thành rồi. Hoàn thành cây nến rồi. Ngày mai nó sẽ là một cây nến mới của tháng mới. Nhưng mà nó là doji nhá. Nếu mà bọn em xét theo chu kỳ ngày, chu kỳ tuần và xét chu kỳ tháng thì đây là một cái cây nến tháng, nói chung là cũng đáng lo ngại nhá. Nếu mà nó đi xuống ấy, thì nó có thể tạo ra hai đỉnh, đây một đỉnh và đây một đỉnh.